Ngọc Sơn tổ chức lễ nhận con nuôi tại biệt thự Thế Kỷ. Ông Hoàng Nhạc Sến tổ chức buổi lễ đơn giản nhưng trang trọng để chính thức nhận giọng ca Nguyễn Ngọc Sơn làm đệ tử. Chiều ngày 10 tháng 10, tại căn biệt thự của Ngọc Sơn nằm trên đường Xuân Nguyệt Ánh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Nhạc Sến tổ chức buổi lễ để chính thức nhận học trò mới. Chứng kiến giây phút này, còn có các thành viên khác trong gia đình của Ngọc Sơn như ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ Quách Tấn Du, ca sĩ Lương Gia Huy. Ngọc Sơn chia sẻ, anh không nhận con nuôi một cách đại trà, mà tùy thuộc nhiều vào chủ duyên, nếu có duyên sẽ đến được với nhau. Anh khẳng định điều này rất đúng với thành viên mới nhất của đại gia đình. Nam ca sĩ sinh năm 1988 Nguyễn Ngọc Sơn, anh là thí sinh của cuộc thi solo cùng Bolero 2015. Đây cũng là chương trình hiếm hoi mà danh ca Ngọc Sơn nhận lời ngồi ghế nóng để nhận xét về những giọng ca trẻ. Có lẽ nhờ sự ấn tượng bởi sự lễ phép và đam mê nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Sơn, ông Hoàng Nhạc Sến cho biết, sau nhiều lần suy nghĩ đã chấp nhận ước nguyện của giọng ca 28 tuổi được đi theo tầm sư học đạo. Trước bàn thờ, Ngọc Sơn căn dặn, hiểu con từ trái tim nên thầy thương con lắm, con rất xứng đáng trở thành học trò của thầy. Hy vọng đây sẽ là bước mở đầu cho sự nghiệp ca nhạc thăng hoa của con sau này, cũng như được tình yêu thương của đại gia đình. Nguyễn Ngọc Sơn dù theo nghiệp hát đã lâu, nhưng đến trước khi gặp nam ca sĩ tình ca, sự nghiệp của anh gặp nhiều khó khăn lần đần. Do đó, anh cũng hy vọng với sự giúp đỡ của sư phụ từ cách hát trình diễn cho đến cách ứng xử trong nghề sẽ giúp bản thân phát triển hơn trước. Nói về người thầy của mình, giọng ca Bolero 8X dành nhiều sự ngưỡng mộ, không chỉ trong giọng hát mà còn là ý chí bản lĩnh, đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành nghệ sĩ có chỗ đứng trong làng nhạc. Anh tiết lộ thêm, ba mẹ của mình là fan của thầy nên quyết định đặt tên anh giống với nam ca sĩ. Ngọc Sơn được ví như ông hoàng nhạc của dòng nhạc Bolero và anh không ngần ngại nhiệt tình chỉ dạy cho lớp trẻ. Do đó, nhiều đàn em trong nghề gọi anh là ba để bày tỏ sự ngưỡng mộ kính trọng. Anh cho biết, có được những đứa con ngoan thành tài là niềm hạnh phúc lớn. Trong ảnh, Ngọc Sơn chia sẻ niềm hạnh phúc cùng ông chủ tiệm may Trương, người giúp anh may và thiết kế hàng chục bộ vest suốt nhiều năm qua. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!